Dạ con xin kính chào và kính chúc sức khỏe đến quý cô chú anh chị trên kênh LTK Bonsai. Thì hôm nay kênh tiếp tục trở lại nhà vườn của em Hoàng Chiến, địa chỉ quen thuộc ở Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp. Hôm nay kênh đến giao lưu với cô chú anh chị mình một lô hoa kiển ha. Thì có bông giấy với mẫu đơn nha quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị mình xem clip ưng ý cây nào thì liên hệ trực tiếp với em Hoàng Chiến ha. Số điện thoại liên lạc thì kênh ghi trên tiêu đề nha. Quý cô chú anh chị gọi điện để được hỗ trợ chốt hàng sớm nhất nha quý cô chú anh chị. Rồi, chào Chiến. Dạ em chào anh. Dạ con chào quý cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai. Dạ hôm nay tiếp tục nhà vườn của con có quay một cái video clip giao lưu đến quý cô chú anh chị một số hoa giấy ngũ sắc ha. Và dạ, một số một màu tím lửa rồi này ha cô chú anh chị. Và dạ, một ít hoa trang đỏ vàng và mỹ hồng nha cô chú anh chị. Dạ thì đầu clip con xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị trong suốt thời gian qua luôn tin tưởng và ủng hộ nhà vườn của con ha cô chú anh chị. Rồi số điện thoại giao lưu của nhà vườn con là 0933291442. Đó cũng là số Zalo của con luôn. Thì đầu tiên con xin chào cho cô chú anh chị mình là một mã số 1 là một cây giấy ngũ sắc. Cái đây là năm màu hái của chú anh chị. Thì màu hiện tại trên cây có như là màu cam, màu vàng, màu đỏ, màu trắng phớt hồng và màu hồng sắc pháo của chú anh chị. Rồi cây số 1 có tổng chiều cao. Chiều cao của cây là 1m4, chắn ngang là 1m2. Hoành con đo tại vị trí là 25 ha các chú anh chị. Rồi mã số 1 con giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá là 650.000 đồng, con bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi tiếp tục là mã số 2. Cũng là giấy ngũ sắc luôn nha cô chú anh chị. À. Cụ đế rất là đặc luôn cô chú anh chị. Rồi cây này có tổng chiều cao 1m3, tán ngang 1m2 ha cô chú anh chị. Cụ đế phải nói rất là đặc ha cô chú anh chị. Rồi hoành con đo tại vị trí là 20 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi mã số 2 này cũng có giá là 650.000 đồng, con bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi tiếp tục là mã số 3, cũng là ngũ sắc luôn cô chú anh chị. Rồi tổng chiều cao của cây là 1m3, tán ngang 1m2. Cây này cụ bộ độ đế rất là lớn luôn cô chú anh chị ơi. Chân đế rất là bự ha. Rồi hoành đây con đo được là 22 luôn. Rồi mã số 3 này có giá là 650.000 đồng, con bao cái ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha cô chú anh chị. Rồi bông giấy bên nhà vườn con là con bao sống bao sống cho cô chú anh chị mình trong vòng thời gian 60 ngày ha, kể từ khi nhận cây. Cây có bất kỳ vấn đề như giống như là cây húi cũ nè, rồi gớt bo này kia, cô chú anh chị mình cứ alo trực tiếp cho bên em ha, bên em hỗ trợ 100% đơn hàng cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi cây mã số 4, tổng chiều cao 1m1, tán ngang 1m2. Rồi hoành con đó ở đây là 20 ha cô chú anh chị, 19 thôi, gần 20 tính 19 thôi. Rồi mã số 4 này cũng có giá là 650.000 đồng luôn, con bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Ây da. Ôi ôi. Rồi tiếp tục là mã số 5. Cũng là ngũ sắc luôn. Hàng làm bao chuẩn 5 màu cho cô chú anh chị mình ha. Rồi em xin nhắc lại màu trên cây ha, là màu trắng, màu đỏ, màu vàng. Rồi màu trắng phớt hồng, hồng sắc pháo cô chú anh chị. Đỏ vàng cam, trắng phớt hồng và hồng sắc pháo 5 màu ha. Rồi chiều cao của cây mã số 5, cao 1m3, ngang 1m2. Lấy cần câu ra. Rồi hoành ở đây con đo được là 22 ha cô chú anh chị, gần 23 em đo 22 thôi. Rồi cây mã số 5 cũng có giá là 650.000 đồng, con bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi khi ship là con ship luôn cả chậu ha cô chú anh chị. À, chậu mũ này thì trong quá trình vận chuyển á, thì có thể nó sẽ bể chậu ha. Vì cô chú anh chị mình sang chậu giúp con, thì chậu mũ nó rất là giòn. Rồi tiếp tục là mã số 6, cây này là một cây cam lửa nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao của cây là 1m35, tán ngang của cây là 1m cô chú anh chị ơi. Một cây cam lửa ha, màu rất là sáng luôn. Rồi hoành đây con đo được là 14 ha cô chú anh chị. À. Rồi mã số 6 này có giá là 550.000 đồng, con bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha.
Rồi tiếp tục là màu mã số 7 là một cây tím lửa nha cô chú anh chị. Phôm tàn rất là dày và rất là cứng luôn ha. Rồi mã số 7 có tổng chiều cao 1m2, tán ngang của cây là 1m1. Chân đế sổ rất là cao. Rất là cao, rất là dài ha cô chú anh chị. Rồi sổ đế là 40 cô chú anh chị. Rồi hoành ở đây con đo được là 18 ha. Rồi mã số 7 có giá là 600.000 đồng, con bao phải ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi tiếp tục là mã số 8, cũng là một cây tím lửa luôn. Cái phơm tàn này phải nói là rất là dày ha cô chú anh chị. Rồi bông giấy bên nhà vườn con khi gửi đi thì các tỉnh miền Tây như miền Nam thì con gửi tầm 1 đến 2 hôm cô chú anh chị mình nhận được thì tình trạng rụng bông rụng lá nó rất là ít ha. Cô chú anh chị mình ở xa giống như là miền Bắc, miền Trung thì tầm 3 đến 4 hôm mình nhận được hàng thì nó có tình trạng rụng bông rụng lá ha. Vì cô chú anh chị mình lấy phân em gửi heo gãy vô gốc thì nó sẽ đâm lại ha cô chú anh chị. Rồi cây này tổng chiều cao là 1m2, tán ngang 1m1. Rồi hoành cây này con đo cho cô chú anh chị mình là 19 ha cô chú anh chị. Rồi cây này cũng có giá là 600.000 đồng luôn, con bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Hôm nay mưa quá bông nó rụng của chú anh chị. Rồi cây này là mã số 9, chiều cao 1m, tán ngang là 85. Trên cây này là có hiện tại là 4 màu nha cô chú anh chị. Là một màu tím lửa nè, lọ lửa nè, trắng mã lai và cam lửa cô chú anh chị. Ba màu lửa và một màu trắng mã lai ha, thường gọi là trắng đại phúc với cô chú anh chị. Rồi cây này là giá là 450.000, con bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi xuống cây nè. Rồi tiếp tục luôn. Rồi mã số 10, chiều cao 1m1, tán ngang 80. Rồi trên cây này hiện tại có là màu cam lửa nè cô chú anh chị, đỏ lửa nè, rồi trắng đại phúc nè. Cái màu này là cái màu màu hồng sen. Cũng đốt 4 màu nữa ha cô chú anh chị. Rồi cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng 450.000 đồng luôn ha, con bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi tiếp tục là mã số 11. Rồi cây này thì hiện tại là có 3 màu ha, màu trắng nè, màu cam và màu hồng sen ha cô chú anh chị. Đó. Trắng đại phúc ha. Rồi mã số 11, chiều cao 80, ngang mét ngang 40. Cây này giá 400, con bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi tiếp tục là mã số 12, cây này là một cây đỏ lửa ha. Phân tàn là một cốt luôn. Rồi cây này có tổng chiều cao là 1m3. Tổng tán ngang là 90. Rồi hoành đây con đo là 12 ha cô chú anh chị. Rồi mã số 12 này có giá là 450.000 đồng. Rồi tiếp tục là mã số 13, con lên cho cô chú anh chị mình một cặp ha. Một cặp tím tuyết. Màu bông tím tuyết, bông mới rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi tổng chiều cao của cây là 80. Tổng tán ngang là 55. Chiều cao 80, tổng tán ngang là 55. Rồi hoành đây là 10 ha. Hai cây này thì con báo số đôi của chú anh chị mình ngang ngang nhau ha cô chú anh chị. Rồi một cặp tím tuyết như thế này giá là 500.000, con bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi. Ôi giời. Rồi tiếp tục là mã số 14. Rồi cây này là một cây trang vàng lá nhỏ tàn hông ha cô chú anh chị. Rồi cây này có tổng chiều cao là 1m4, tán ngang là 1m05. Hoành của những cây này rất là lớn ha. Hiện tại cây này được trồng là khoảng tầm 3 năm rưỡi đến 4 năm nha cô chú anh chị. Hoành nó rất là lớn ha. Thị trường bây giờ những cái cây bự như thế này rất hiếm nha cô chú anh chị. Hoành ở đây con đo là 17 ha.
Rồi. Mã số 14 này có giá là 600.000, con bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Dạ bao bảo hành sống cho chồng 30 ngày ha. Rồi tiếp tục là mã y. Rồi tiếp tục là mã số 12. Rồi chiều cao của cây này là 1,5 m, tán ngang 1,2 m. Rồi em cái này là do nó lớn quá nên em đo trước ha, cô chú anh chị mình xem tàn giúp em ha. Rồi hoành ở đây là 16 cô chú anh chị ơi. Rồi mã số 15, chiều cao 1,5 m, tán ngang 1,2 m, hoành 15, 16 cho lộn. Cây này cũng 600 luôn, con bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi. Rồi mã số 16. Chiều cao 1,5 m, tán ngang 1,15 m. Kiếm miếng gạch bự bự rồi chưa? Rồi hoành ở đây con đo được là 17 ha cô chú anh chị. Rồi cũng 600 luôn, con bao cái ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi mã số 17, chiều cao 1,5 m, tán ngang 1,1 m. Rồi hoành của cây là 15 luôn. Rồi mã số 17, 550.000, con bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Dạ. Rồi tiếp tục là mã số 18. Lấy cục gạch bự nhỏ, cục gạch bự dữ hả? Rồi chiều cao cây này là 1,5 m, tán ngang 1,15 m. Cây này rất lớn nha cô chú anh chị. Rồi hoành ở đây con đo được là 17 luôn cô chú anh chị ạ. Rồi mã số 18 cũng 600.000 luôn, con bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. À dạ. Quá nặng cô chú anh chị ạ. Rồi cây mã số 19. Phơm tàn nó rất là lớn ha. Rồi chiều cao 1,5 m, tán ngang 1,2 m. Hoành cây này rất là già, rất là lớn của chú anh chị. Hoành 18 luôn của chú anh chị. Gần 19 tính 18 ha. Rồi cũng 600 luôn. Mã số 19, 600.000. Rồi cây này tàu mã số 20, chiều cao 1,5 m, tán ngang 1 m hả cô chú anh chị? Rồi hoành đây là 15 ha, gần 16 tính 15 thôi. Rồi mã số 20, 550.000, con bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi mã số 21 hả cô chú anh chị?
Rồi chiều cao 1,5 m, tán ngang 1,15 m. Rồi mã số 21 ha. Rồi quạnh đây con đo được là 16 luôn. Rồi mã số 21 600k, con bao cái ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Những cái cây này nó rất là lớn và phí ship nó rất là cao rồi cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số 22, chiều cao 1m35, tán ngang của cây là 1m1, form tàn rất là dày và rất là cứng ha. Rồi hoành con đo tại vị trí là 15 luôn của chú anh chị, gần 16 tính 15 luôn. Rồi mã số 22, 550.000 đồng, con bao cái ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Ây da. Rồi tiếp tục là mã số 23 của chú anh chị. Chiều cao cây là 1,5 m, tán ngang của cây là 1,2 m của chú anh chị. À, phơm tàn rất là đẹp ha. Rồi hoành con đo là 16 của chú anh chị. Rồi mã số 23 600k, con bao cái ship tặng nhà của chú anh chị mình luôn. Rồi tiếp tục là mã số 24, một cây đỏ lá nhỏ nha cô chú anh chị. À, phơm tàn rất đẹp ha. Rồi cây này có tổng chiều cao là 1m35, tán ngang là 95. Hoành con đo là 13 ha. Rồi mã số 24 có giá là 450.000 đồng, có bao cái ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Ây da. Rồi tiếp tục là mã số 25, chiều cao 1m35, tán ngang là 1m. À, phơm tàn này rất là dày ha. Rồi hoành con đo được là 13 ha, gần 14, tính 13 luôn. Rồi mã số 25, giá 450.000 đồng, con bao cái ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi tiếp tục là mã số 26. Rồi con xin nhắc lại hai số điện thoại Zalo của nhà vườn con là 0933 291 442, số đó cũng là số Zalo của con luôn. Rồi tiếp tục là mã số 26, chiều cao 1m25, tán ngang 1m. À, cây này phơm tàn rất là dày nha cô chú anh chị. Rồi quạnh đây con đo là 14 luôn. Rồi cũng 450.000 đồng luôn, con bao cái ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Dạ. Rồi tiếp tục là mã số 27, chiều cao 1m25, tán ngang của cây này là 95. Chiều cao 1m25, tán ngang là 95. Hoành con đo là 12 ha. Rồi mã số 27, 450.000 đồng luôn. Rồi chiều cao cái cây mã số 28 là chiều cao 1m25, tán ngang là 95. Rồi hoành ở đây là 13 luôn của chú anh chị. Rồi cũng 450.000 đồng luôn, con bao cái ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Dạ. Rồi chiều cao của cây mã số 29, cao 1m25, tán ngang của cây là 1m. À, phơm tàn của chú anh chị yên tâm ha, tàn này rất là dày ha, rất đẹp luôn. Rồi hoành ở đây con đo được là 13 của chú anh chị.
Rồi mã số 29, 450.000 đồng luôn, con bao ship tặng nhà của chú anh chị ơi. Rồi tiếp tục là mã số 30. Chiều cao 1m25, tán ngang là 90. Rồi hoành ở đây con đo là 14 ha. Rồi cũng 450.000 đồng cho mã số 30 luôn. Rồi tiếp tục là mã số 31. Ây da. Rồi. Trong quá trình con bứng cái bầu đất con sắn lên nó hơi nghiêng ha, vì cô chú anh chị mình vô chậu mình chỉnh sửa cho nó ngay lại giúp con ha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số 31. Rồi, rồi được rồi. Rồi cây này cao 1m3, ngang 1m. Một cốt khó khăn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Quạnh đây con đo được là 14 luôn cô chú anh chị. Rồi cũng 450.000 đồng luôn, con bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi tiếp tục là mã số 32. Rồi cây này cao 1m2, ngang 1m. Quạnh đây con đo là 13 ha. Rồi cũng 450.000 đồng luôn, con bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Cây Mỹ Hồng lên đại đi. Hả lên ghi luôn. Ừ. Rồi tiếp tục là mã số 33, chiều cao 1m25, tán ngang cây là 1m thôi cô chú anh chị. Rồi thoát lăng là 8 sen. Hoành ở đây con đo là 14 luôn. Rồi mã số 33 này có giá là 450.000 đồng. Rồi tiếp tục là mã số 34 ha cô chú anh chị. Một cây Mỹ Hồng ha. Rồi cây này tàn nó rất là dày và rất là lớn nha cô chú anh chị. Hàng này đang ôm nút áo hết rồi, vì cô chú tầm 15 đến 20 ngày nữa là ra bông ha. Rồi chiều cao của cây là 1m4, tán ngang của cây là 1m5 cô chú anh chị. Chiều cao 1m4, tán ngang 1m5 ha. Số đo em báo hơn cho cô chú anh chị mình luôn. Hót thang là 30. Hoành của cây này là 14 luôn ha cô chú anh chị. Rồi mã số 34, 450.000 đồng luôn, con bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp tục là mã số 35. Cái lô Mỹ Hồng cái tàn nó rất là dày ha cô chú anh chị, mình chơi yên tâm ha cô chú anh chị. Cây này một cốt khó khăn rất đẹp cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số 35, chiều cao 1m4, rồi tán ngang hết thước 1m5 hay cô chú anh chị vậy. Rồi hót thang là 50. Hoành ở đây con đo được là 13 gần 14 hay cô chú anh chị. Rồi cũng 450.000 đồng luôn, con bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Mã số 35 ha. Rồi tiếp tục là mã số 36. Rồi chiều cao là 1m3, tán ngang là 1m3 luôn của chú anh chị ơi. Hót thăng là 40. Rồi hoành thăng cây ở đây là 13. Rồi tiếp tục là mã số 36, 400.000 đồng.
Rồi 400 ngàn đồng luôn. Rồi tiếp tục là mã số 37. Những cái cây này vậy cô chú anh chị mình yên tâm ha, tầm 15 đến 20 ngày sau là cây có bông luôn nha cô chú anh chị. Hiện tại nó đang ôm nút áo hết rồi. Rồi tiếp tục là mã số 37, cũng là Mỹ Hồng luôn. Phơm tàn này phải nói là rất là dày và rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi tổng chiều cao là 1m3, tổng tán ngang là 1m5, hớt thân là 33 của chú anh chị ơi. Đó, cây này củ đế nổi lên rất là đẹp ha. Rồi hoành ở đây được là 13 luôn. Rồi mã số 37, 450.000 đồng, con bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi mã số 37 cũng là mã số cuối cùng bên nhà vườn của con luôn ha. Còn cây nữa ha. Rồi. Rồi xin lỗi ha, còn một cây nữa cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số 38. Rồi tiếp tục là mã số 38 ha. À, mấy cây này phơm tàn nó rất là dày của chú anh chị. Rồi tổng chiều cao con đo là 1m4. Tổng tán ngang là 1m5 của chú anh chị ơi. Hoành thân là 13. Hớt thân là 40. Rồi mã số 38, 450.000 đồng luôn. Con bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi mã số 38 cũng là mã số cuối cùng bên nhà vườn của con luôn. Cuối clip thì con xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị trong suốt thời gian qua đã tin tưởng ủng hộ nhà vườn của hai cô chú anh chị. Rồi chào quý cô chú anh chị.